Ở video trước về chiếc Leopard 1, nhiều anh em không tin rằng Porras là xe tăng được chơi nhiều nhất ở tất cả các máy chủ. Và đây là thống kê 60 ngày gần nhất ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Mình tin rằng ở Nga và Trung Quốc cũng thế thôi. Muốn tìm hiểu vì sao chiếc Porras lại được chơi nhiều đến như thế thì chúng ta phải đi tìm về gốc rễ của chiếc xe này. Lần đầu xuất hiện, Porras ở Marathon miễn phí cày cuốc giống như chiếc Pro 46 vậy. Nên từ đợt đó, chiếc Porras cũng đã phổ thông rồi. Tiếp theo, số lần mở bán của chiếc Porras phải nhiều gấp 2, gấp 3 lần so với chiếc Pro 46. Cứ tầm 1-2 tháng, chiếc xe này lại xuất hiện ở web shop mở bán kèm camo 3D hay một vài sự kiện nào đó. Vì vậy, Porras là xe tăng vàng phổ biến nhất Game World hiện nay. Và không chỉ vì Marathon miễn phí cày cuốc hay là mở bán nhiều đâu, mà còn vì hiệu suất chiến đấu hay khả năng cày bạc của nó nữa. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng mình chơi chiếc Porras để xem nó thực sự như thế nào nhé. Gear Booster, phần mềm giảm binh giảm lag tốt nhất mình đang sử dụng. Chỉ với một cú click chuột, ngay lập tức binh game từ vài trăm chỉ còn 10 đến 30 mà thôi. Truy cập đường link dưới phần mô tả và bình luận ghim. Phần mềm hỗ trợ đa nền tảng giúp giảm binh rất nhiều tựa game online phổ biến hiện nay. Sau khi cài đặt, Gear sẽ quét các game hiện có trong máy, hoặc bạn có thể tự tìm kiếm tên game yêu thích. Hãy click chuột vào mũi tên tăng tốc, phần mềm sẽ tự động kết nối tới đường truyền tốt nhất, hoặc bạn có thể tự lựa chọn các máy chủ khác trong danh sách. Nhập mã khuyến mãi của mình để nhận miễn phí một ngày sử dụng với tài khoản chưa đăng ký và giảm giá cho lần thanh toán tiếp theo. Còn chần chờ gì nữa mà không cùng mình tải và sử dụng Gear Booster để có trải nghiệm chơi game tốt nhất. Lần cuối mình review chiếc Porras là vào tháng 4 năm 2022, cách đây hơn một năm trời rồi. Không tính các buổi livestream nhé. Ở video đó mình có đặt tiêu đề là xe tăng cấp 8 được chơi nhiều nhất ở máy chủ châu Á. Lúc đó thì Pro 46 đang làm mưa làm gió ở châu Âu. Còn bây giờ thì sao? Anh em đang được nhìn thấy chiếc xe tăng trễ trệ ở top 1, phổ biến ở cấp 7, 8, 9. Chơi ở vòng đấu cấp này mà không gặp chiếc Porras đúng là một chuyện lạ đấy. Hoặc anh em chơi 10 trận, chí ít phải gặp 7, 8 hoặc 9 trận chiếc Porras ở đội mình hoặc đội địch. Căn bản, marketing và hiệu ứng truyền miệng của chiếc xe này tốt quá mà. Nào là xe tăng thời đại mới, tăng hạng trung trở thành tăng hạng nhẹ, thay thế nhiều vai trò trong một trận đấu đi soi các kiểu, hay là tới vả kẻ địch hai viên, chạy thoát như một cơn gió. Tất cả những cái điều đồn đoán về chiếc Porras đều đúng cả thôi. Dù cho là người chơi tốt hay là những người sáng tạo nội dung, đều có thể đánh giá chiếc Porras này thuộc về top đầu của cày hiệu suất chiến đấu là cày bạc. Tất nhiên, nó có dễ chơi cho người mới không? Đó là một câu chuyện khác. Anh em đừng tưởng thấy nhiều người chơi chiếc Porras thấy hiệu suất chiến đấu của nó tốt thì lao đầu vào để chơi chiếc xe này. Mình đã phải nếm mật nằm gai 60 đến 70 trận mới có thể làm quen được với chiếc Porras này thực sự đấy. Vẫn có nhiều trận đấu mình mắc sai lầm hoặc là bay màu ngay từ đầu. Không hề nói đùa nhá. Porras có kén map không? Câu trả lời thì cũng không đâu. Dù có vào bản đồ thành phố, chúng ta sẽ trở về vai trò hỗ trợ. Còn bản đồ trong Game World này 70% đều rộng lớn. Anh em có thể tận dụng được tốc độ này, tầm nhìn này, ẩn giấu này và cái hỏa lực bất ngờ của nó. Có thể cắn trộm kẻ địch như thế này. Nãy giờ thôi, mình đã xả kẻ địch 2 đến 3 băng rồi, kiếm về hơn 2.000 sát thương và sẵn sàng vả thêm một băng nữa vào chiếc T30 ở bản đồ Fjord. Chiếm được vị trí E4, có cái bụi cây, thập thò đi ra soi kẻ địch. Đồng đội bắn, mình cũng yểm trợ vài viên phá hủy xích của họ chẳng hạn. Đó, như vừa rồi, T30, mình bắn cho anh ta 2 viên, phát cuối cùng trúng xích luôn. FV4202 vào giải quyết T30, mở đường cho mình chạy vào. Một khởi động quá là nhẹ nhàng. Bây giờ đồng đội chạy xuống, tiêu diệt hết kẻ địch ở căn cứ, tạo thế gọng kìm ở cổng lửa, xong trận đấu. Phát đạn này thì mình bắn hơi chủ quan. Phát đầu thì vừa di chuyển vừa bắn trúng xích của chiếc Iron Annie. Phát tiếp theo thì khóa mục tiêu. Cái điểm mà cân bằng lại chiếc Porras này chính là thời gian ngắm và phân tán. Thời gian ngắm hơn 3 giây, phân tán 0.4. To mà anh em. Cũng may
là Wargaming cho chúng ta cái ổn định nòng pháo khi di chuyển, xoay xe và xoay tắp pháo là 0,10. Nó khá là giống chiếc EBR-105. Anh em có thể mang cho mình cái ngắm nhanh hoặc giảm tâm để bắn kẻ địch chuẩn hơn. Nhưng với mình thì vẫn mang ổn định dọc và xoay trở để tối ưu được việc vừa di chuyển vừa bắn, hay gọi tắt là đua xe bắn súng. Đang tìm góc bắn chiếc 1ITM nhưng mà đồng đội ăn mất rồi. Hỏa lực của chiếc Porras sử dụng khẩu 105mm, sát thương 360, hai loại đạn ABCR. Tất nhiên rồi, anh em nào mà cày bạc thì không nên bắn full đạn vàng, nhưng cày hiệu suất chiến đấu, hãy bỏ đi đạn thường cho mình nhá. Chỉ có 190mm đạn thường thôi. Đây là một con số dưới mức trung bình ở cấp 8. Tất nhiên, nhiều tăng hạng chung khác cũng có cái con số khoảng 190-200, nhưng nó không còn phù hợp với hiện nay nữa. Tập trung cày bạc thì chúng ta sẽ phải ngắm bắn điểm yếu hay tìm một góc bắn thuận lợi vào kẻ địch, vòng về đằng sau, phá hủy xích, cho đồng đội vào kiếm thiệt hại hỗ trợ. Còn nếu mà muốn gây thiệt hại tốt nhất để cày hiệu suất chiến đấu thì cứ sử dụng sang đạn vàng cho mình, bởi vì độ xuyên đạn vàng cũng khá ổn mà, 240mm vẫn thúc đạn lên tới 1250m trên giây. Bắn tỉa cũng được hoặc cắn trộm cũng được, tùy thôi. Cái hay nhất của băng đạn chip Porras, hai viên delay 2 giây, chỉ cần từng đấy thời gian thôi, 720 sát thương đã vả vào mặt kẻ địch rồi, cũng 1/3 đến nửa cây máu chứ ít gì đâu anh em. Tốc độ tối đa cũng nhanh, tiến 62 lùi 23, xông vào kẻ địch bất ngờ sau đó chạy thoát. Tốc độ xoay xe không khác gì một tăng hạng nhẹ. Đâm nhẹ vào chiếc Emu khiến anh ta tiếp tục đứt xích. Trận đấu này chưa đến 5 phút chiến đấu, mình bắn được khoảng hơn 4.000 sát thương, hỗ trợ 1.500, quá dễ dàng trên chiếc Porras. Điểm mạnh đã có, vậy thì điểm yếu thì sao? Anh em phải lưu ý cho mình 3 điều sau đây: giáp yếu, ít máu và nhẹ cân. Với việc giáp yếu và nhẹ cân, kiểu gì những kẻ địch mà chạy nhanh, giáp ổn cũng muốn anh em trở thành mục tiêu để đâm đến. Chạm nhẹ cũng mất tầm 200-300 máu, còn mạnh tí nữa có thể về gara luôn, full 1250 máu. Anh em mà nhìn những cái kẻ địch như vậy phải giữ khoảng cách, như chiếc LT-432 KBZ-07RH. Tiếp theo là ít máu, chỉ có 1250 thôi, có thể coi là dưới mức trung bình của tăng hạng chung cấp 8 hiện nay. Với số máu như vậy, việc đổi thiệt hại là không nên, hay là mất máu không đáng có. Tất nhiên mình không cấm anh em đổi thiệt hại, nhưng phải lựa chọn kẻ địch mà đối. Phải tìm xem ông nào bắn chậm này, sát thương không quá lớn này, hoặc là đạn nổ có độ xuyên không cao. Chứ bây giờ vào đổi thiệt hại với con KBZ-07, nó bắn 4 giây một viên, đạn nổ xuyên tầm 90mm, nó vừa dí đâm anh em, lại còn vừa lao vào cho anh em mấy viên đạn nổ, hai viên của anh em chả là cái thá gì với nó cả. Và đây là cách mình lao vào để gây bất ngờ cho tăng hạng nhẹ bên địch. Ngay từ đầu thì chiếc LH-MTV đã lộ hình ở đây. Mình chỉ chờ cơ hội anh ta không chú ý, cho anh ta hai viên đâm nhẹ một phát tầm 200 máu. Đồng đội cũng có yểm trợ thêm một viên. Lúc đầu có ra hiệu cho chiếc Porras chạy vào mà. Nếu như đồng đội không yểm trợ trong pha đấy, mình húc thẳng chiếc LH-MTV rơi xuống vực luôn. Đọc tình thế trận đấu, bên mình đang kiểm soát rất tốt khi mà tiêu diệt được 4 tăng hạng nhẹ bên địch rồi. Bên mình vẫn còn 2 tăng hạng nhẹ, trong đấy có mình là chiếc Porras nữa. Đổi sang cánh này yểm trợ cho chiếc LT-432, bởi vì chiếc KBZ-07 đang ở vùng trung tâm. Như mình đã nói ngay từ đầu, phải giữ khoảng cách với những kẻ địch như vậy. LT-432 bên mình không mang camo này, căng thẳng thế. Phía trước có chiếc T-343, mình quyết định đổi thiệt hại. Một viên sát thương nghiêm trọng. Viên tiếp theo 730 sát thương, mình chỉ hứng chịu tầm 300 máu thôi. Và chiếc Porras bên địch đang lao ra để ăn mình. Nấp sau sát của chiếc STA, anh ta đổi mục tiêu rồi. LT-432 hơi liều nha. Mình sẽ tiêu diệt chiếc T-343 trước. Vẫn chưa bay bầu được, phải sử dụng viên tiếp theo. Bây giờ mình sẽ mở góc sang bên phải, chiếm cái thế thượng phong để bắn kẻ địch.
Porras chỉ hạ nòng trừ 6 thôi. Anh em cũng lưu ý nhá, chúng ta không thể chơi được ở trên đồi đâu. Có lao ra bắn kẻ địch sau đó rút lui thôi. Norin 40 tấn đang xông lên, hy vọng anh ta có thể yểm trợ cùng mình. Tỷ số 7-5, số báo đang hòa. Đang dò xem chiếc T69 và RHM đang ở đâu. Phía trước mình có chiếc Porras. Rất may là chiếc Porras đã bắn trượt mình một viên, đáp trả cho anh ta hơn 700 máu. May thế nhở, pháo ghi mình này. Tạm thời thì Porras chỉ cần một hit nữa thôi, mình cũng chỉ còn 500 máu. Không nên dại dột mất máu trong trường hợp này nữa. Và Norin đang giao tranh với chiếc T69. Mình đang xem chiếc Porras có lao lên đây không. Nhưng không, Porras đã lựa chọn chạy xuống để yểm trợ chiếc T69. Quả đấy Norin hơi chủ quan, lao vào giữa đồng một mình như thế. Phải tìm những cái vị trí có vật cản chứ, để tập thò mà xả. Pro 46 cũng vừa mới lên thôi, tỷ số 7 đều, khá là căng thẳng nha. Đồng đội mình là chiếc LT-432 và chiếc Porras có vẻ như sẽ quay trở về căn cứ để phòng thủ chắc. Không, LT-432 chạy lên đây để hỗ trợ mình. Đang chờ thôi, thực sự là mình đang chờ chiếc Porras lộ hình. Tiêu diệt anh ta trước khiến cho kẻ địch mất đi con mắt. Chắc là mình sẽ đổi góc sang bên trái, bởi vì ở đây khá là trống. Có vài cái bụi cũng che được cho mình, nhưng chỉ cần lộ thôi, kẻ địch ở dưới có thể bắn được. Nên mình đã quyết định chuyển về cái bụi này. Trong thành phố đang giao tranh, T-343 đang 1-2. Anh em biết gì không? Trong đầu mình cũng đã nghĩ rằng Porras vẫn còn ở đây. LT-432 đã chạy và nhìn thấy chiếc Porras. Đúng như mình nghĩ, Porras không hề chạy về. Anh ta cắm ngay ở cái bụi chỗ cây cổ thụ. Nhưng mình đã kích cò chậm để cho anh ta tiêu diệt chiếc LT-432. Các bạn, mình không muốn bắn trượt. Độ phân tán của chiếc Porras khá lớn mà, mình cần phải thu hết tâm. LT-432 đã hy sinh dũng cảm để soi thấy chiếc Porras. Mình sẽ không phụ lòng đồng đội đâu. Đọc tình thế trận đấu, mình đang muốn quay trở lại để yểm trợ cho chiếc T-343. Hay quá, anh ta vừa tiêu diệt được chiếc IS-22. Trước khi bay bầu cũng lôi được một kẻ địch đi theo. Tỷ số 9-10, bên mình đang lỗ máu. Pro 46 đang tấn công vị trí của chiếc RHM. Mình sẽ đứng ở cửa đường hầm để xem chiếc 112 có chạy qua đây không. Hay quá, Pro 46 đã lao xuống để tiêu diệt chiếc T69. RHM đi ra khỏi cửa hầm. Mình ở gần anh ta nhất. Có vẻ như RHM không chú ý ở đằng sau. Cơ hội cắn trụ. Yes, KBZ đang hợp quân với chiếc Pro 46, tạo thế gọng kìm vào chiếc RHM. Mình sẽ chạy lên cái trần nhà này để tìm góc bắn xuống chiếc KBZ và Pro 46. Trong cái thời gian di chuyển, mình sẽ nạp lại đạn. Khoảng 20 giây cho một băng mà, chắc là kịp đấy. Phía trước mình có chiếc Rorin. Đi đâu đây? Tiêu diệt pháo, ăn được 5 mạng rồi. Viên đạn tiếp theo mình sẽ không nạp lại, yểm trợ cho chiếc RHM. Pro 46, anh ta chưa nhìn thấy mình. Ẩn giấu tốt quá mà. Yes, KBZ đã bay. RHM có tiêu diệt được chiếc Pro 46 không? Mình ra hiệu yểm trợ cho chiếc Pro 46 đồng đội mình, để kẻ địch cho đồng đội ở nhà giải quyết. Không được, Pro 46 vẫn kịp thời tiêu diệt chiếc RHM. Và Porras đang lao vào. Hay quá, mình ra hiệu cho chiếc Pro 46 đồng đội mình cẩn thận. Đừng bay bầu, mình đang đến đây. 1-2 còn tận 1.000 máu cơ. 700 máu còn lại. Không được, liệu mình có thể tiêu diệt chiếc 1-2 trong cái pha này không? Anh ta vẫn chưa biết mình chạy về đằng sau đâu. Bóng ma Pháp Quốc, anh ta ở phía trước.
và phát đạn ngắm vào phần mông rơi xuống đất. Phát đạn tiếp theo 400 máu. Anh ta bắn trượt rồi. Porras đồng đội mình cũng chỉ còn 300 máu thôi. Nếu mùa 1-2 này bắn đạn AB thì đồng đội mình bay, còn bắn đạn nổ thì mình cũng có thể bay. Đang tạo thế gọng kim, Porras bên mình bắn trượt 1 viên, bắn trượt 2 viên. Mình bắn trượt viên đầu tiên chỉ phá hủy xích. Viên đạn cuối cùng không thể bắn trượt. Yes. Quá là kịch tính đoạn cuối. Mình không thể tin nổi là cái pha đạn đầu tiên mình ngắm vào phần mông của chiếc 1-2 lại rơi xuống đất. Và đồng đội mình bắn ngang hông chiếc 1-2, trượt mất 2 viên. Nếu mà để kẻ địch cân được 2 người thì chắc chắn trận đấu này sẽ là một nỗi tủi nhục của mình. Thật sự luôn đấy. Kết thúc trận đấu, mình bắn được 6 mạng Top Gun, 5.000 thiệt hại. Bản đồ rộng lớn, đua xe bắn súng rồi. Bây giờ vào trong thành phố, bản đồ Paris cắn trộm với mình nhé. Căn cứ bên phải, mình sẽ dùng một chiến thuật hay áp dụng cho tăng hạng nhẹ và tăng hạng trung. Vị trí G5 có một vài cái cây, anh em đến đó đạp đổ tạm camo, soi ra vùng trung tâm, hay là vị trí E3, kẻ địch hay dùng vị trí đó để bắn tỉa. Bên mình có chiếc LC cũng chạy ra vùng trung tâm để soi. Thấy chiếc Indian rồi. Standard B đang chạy ngang qua, dừng xe. 1 viên. Viên đạn thứ hai mình ngắm hơi tệ, tính bắn vào phần mông của anh ta, nhưng đáng lẽ nên căn ở chính giữa xe hoặc là đầu xe, bởi vì Standard B đang chạy với một vận tốc cao mà. Anh ta đang ngắm vào con đường này. Mình hết lộ hình rồi. Đạp đổ cây, sẵn sàng bắn chiếc Standard nếu anh ta lộ hình. Có một tí thôi à? Chờ cơ hội khác vậy. Đây rồi. Chạy đâu đây? Standard B nhận ra tăng hạng nặng bên mình đã chiếm con đường trục chính. Anh ta phải chạy thoát cái quảng trường đó. Mà chạy về bên đấy thì đồng đội mình sẽ đón đầu thôi. LC bên mình tiếp tục chạy ra vùng trung tâm. Đến đạp đổ cây nào. Đạp đổ cây thành công, đã có camo. Bây giờ thì chờ cho chiếc LC soi kẻ địch. LT-432 bên đội địch thì đang chạy đến vị trí A5 để soi tăng hạng trung bên mình. Có ra hiệu cho chiếc LC cẩn thận. Anh ta tiếp tục đi cao hơn. Trên bản đồ có chiếc Scorpion G cũng vừa lộ hình ở vị trí E3. Đang chờ thôi. Scorpion đã lộ. Phát đạn đầu tiên sát thương nghiêm trọng. Phát đạn thứ hai thì rơi xuống xích. Mình cũng hiểu là cái pha đạn thứ hai mình chưa thu hết tâm, nhưng đã thấy cái tâm này ôm trọn chiếc Scorpion G rồi, thế mà đạn còn rơi xuống xích. Các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm hiểu được đạn pháp nó bay đi đâu. Đó là một câu nói đùa của mình, nhưng nói thật, sau hơn 1.000 trận trải nghiệm trên chiếc Porras thì đúng là đạn pháp không thể tin tưởng được. Như pha vừa rồi, mình căn chiếc Kunze Panzer, suýt chút nữa thì bay vòng qua đầu anh ta. Đã hết lộ hình, tìm góc khác để bắn kẻ địch. Kunze chuyển mục tiêu, scope. Mình không thể tin nổi là chiếc Super Bursing đã nhìn thấy mình sau hàng cây. Hay là ai khác nhìn thấy mình ta? Mà thôi, điều đó không quan trọng. Scorpion G công nhận anh ta đen thật. Bắn mình hai phát đều vào xích, không gây sát thương. Mình nghi là pha vừa rồi Super Bursing đã soi thấy. Từ từ đã, Kunze Panzer bắn mù mình. Hay là mình vẫn đang bị lộ ta? Trời ơi, khó hiểu quá. Scope. Không được, chỉ cần một phát đạn nữa thôi là anh ta bay bầu rồi. Mình bắn mù chiếc Kunze. À, Kunze Panzer bắn mù anh em ơi. Có một vài pha đạn bay đến cái bụi cây ở quảng trường. Như vậy là cái pha mà mình di chuyển đến đây
đã bị cun xe bắn mù, và T30 bên trái cũng vừa bị chiếc cun xe bắn mù. Được nha, được nha. Giờ mình mới để ý là chiếc cun xe có một cái huy chương Grand Tour, chứng tỏ anh ta là một người chơi tốt đấy. LC bên mình đã bị kẻ địch bắn mù bay màu, khá là căng thẳng. Charioteer còn nhiều máu. Mình đang tìm một cái góc khác để bắn chiếc Chari vị trí E3. Anh ta đã bị lộ hình. Cơ hội. Đã khuất sau bụi cây nên mình có thể khai hỏa mà không lộ. Nhưng phát đạn tiếp theo thì không biết đạn bay đi đâu. Cày thế nhở. Để chiếc Charioteer chạy thoát rồi. Tỷ số hiện tại 5-5. Vẫn chưa thể biết được bên nào đang chiếm ưu thế. Mình sẽ bắn mù một băng đạn để tiêu diệt chiếc Chari trắng. Không bay màu, chứng tỏ Chari đã rút lui khỏi vị trí đấy. Nhưng cũng có thể là mình bắn trượt. Kẻ địch bắt đầu dồn lại rồi. Mình sẽ chạy ra vùng trung tâm để yểm trợ cho đồng đội, tiêu diệt những kẻ địch ngoài này, tạo cái áp lực lên căn cứ của đội địch. Pantera chỉ còn 200 máu thôi. Mình cũng khá là tự tin một phát đạn tiêu diệt. WT, anh ta vừa bị lộ hình. Rút kinh nghiệm những pha đạn vừa rồi, mình đã ngắm kỹ. Hiện tại thì WT chỉ có 1 hit thôi, đồng đội bây giờ có thể tấn công được. Đang kiểm tra xem chiếc cun xe có đang kiểm soát con đường này không. Triển khai chiến thuật tấn công cùng đồng đội. Pantera ở ngay đây. Một phát đạn snapshot của mình khá tốt. Tiếp tục chạy thôi, né đạn chiếc WT để phòng anh ta bắn về đây. Tỷ số 12-5 rồi. Cố gắng chiến thắng trận đấu này nào. Sử dụng vòng tròn 50m quét qua chiếc Chari. Elden White đang xông vào và nhìn thấy chiếc cun xe. Đúng lúc mình đang nạp lại đạn. Căn bản là mình muốn đầy đạn để xông vào tiêu diệt chiếc Charioteer. Cơ hội để bắn chiếc cun xe. Khuất sau mô đất rồi. Mình sẽ xông vào để bắn chiếc Charioteer vậy. Tấn công thôi. 200 máu còn lại. Anh ta đang sử dụng khẩu pháo stock. Viên đạn tiếp theo mình sẽ dùng để tiêu diệt chiếc WT. Cũng cần phải đề phòng, một phát đạn của anh ta có thể tiêu diệt được mình. WT không xoay khẩu pháo về đây. Yes. Mục tiêu tiếp theo, Kunze Panzer, kẻ địch cuối cùng, vẫn đang chống cự khá tốt. May quá, mình chưa bay bầu. Tìm cơ hội, bắn anh ta. 500 máu. Viên đạn cuối cùng. Kết thúc trận đấu này, mình bắn được hơn 5.000 sát thương. Chủ yếu là cận chiến và cắn trộm kẻ địch. Mình sẽ cho anh em xem một vài trận đấu trên chiếc Porras khoảng 3 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng. Cái lúc này thì mình vừa đi có việc về, rất là phê luôn đấy. Mà mình vẫn có thể chơi tốt được chiếc Porras như thế nào thì đây. Trận đấu bản đồ Paris, bán được hơn 5.000 sát thương, lấy được hạng 1 thôi, có 2 huy chương, điểm đội 1.450 kinh nghiệm gốc. Trận đấu tiếp theo ở bản đồ Safe Haven cũng 5.000 sát thương, nhưng mình đã có huy chương Top Gun, điểm đội 1.582 kinh nghiệm gốc, đã master được. Trận đấu bản đồ Rumbus chưa đến 5.000 sát thương, hỗ trợ đâu đó cũng khoảng 800 thôi, 2 huy chương, điểm đội 1.549 kinh nghiệm gốc. Và trận đấu ở bản đồ Forza chỉ sau 4 phút chiến đấu, hơn 4.000 sát thương, lấy được hạng 1, điểm đội 1.518 kinh nghiệm gốc, vẫn chưa thể master được. Để chắc chắn master được chiếc Porras, anh em cứ phải tầm 1.550 trở lên. Thế nhá. Các trận đấu khác thì mình cũng dễ dàng gây được 3.000 hoặc là 2.000 sát thương mỗi trận. Kiếm bạc thì ok, anh em không nên sử dụng sát đạn vàng. Nhưng phải nói rằng hiệu suất chiến đấu trên chiếc Porras quá tốt luôn. Mình bắn được khoảng
hơn 1.000 trận, 68% chiến thắng. Đây là chiếc xe tăng kéo tỷ lệ thắng nói riêng và thành tích cá nhân nói chung của tài khoản mình nhiều nhất trong những năm qua. Nhiều hơn cả Bro 46, 703, Skoda T56 hay BZ176 luôn. Chính vì điều này mà mình chơi nó hơn 1.000 trận rồi vẫn chưa cảm thấy ngán. Thiệt hại gây ra trung bình mỗi trận chỉ khoảng 2.400 thôi. Và thiệt hại mình hỗ trợ lên tới 1.100. Cộng con số này vào có thể là 3.000 hoặc 4.000 trung bình mỗi trận thiệt hại mình có thể gây ra. Như vậy cũng đã đủ hiểu chiếc Poras phổ biến như thế nào trong game world. Khi cày bạc cũng tốt này, mà cày hiệu suất chiến đấu cũng ngon. Xứng đáng có một vị trí trong gara, dù nó đắt hay là rẻ, dù kiếm ở sự kiện nào đi nữa. Tuy nhiên, việc anh em phải bỏ ra một cái lượng thời gian ban đầu làm quen với nó là chắc chắn. Không có chiếc xe nào bắn cái được ngay đâu. Mình cũng hay nói về một vài con xe dễ chơi dễ dùng. Nhưng dễ chơi dễ dùng đến đâu cũng phải bắn 1-2 trận để làm quen đúng không? Như mình đã nói ở đầu video, riêng con Boras này mình bắn tận 60 trận, 70 trận mới chơi tốt được như bây giờ. Đó là một cả quá trình đó. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Nếu thấy hay và hữu ích, đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.